Xin chào anh em đã quay trở lại với dòng thời gian chiến tranh lạnh trong World Console. Hôm nay mình sẽ review và chơi chiếc T-72 M1, phiên bản nâng cấp của T-72, xe tăng chiến đấu chủ lực Liên Xô ra mắt những năm 1970. Tại thời điểm đấy, các xe tăng phương Tây như M48, M60, Leopard 1 hay Centurion không có cửa đối đầu lại với chiếc xe này. Bây giờ thì nhiều xe tăng thế hệ mới đã ra mắt mạnh mẽ hơn, nhưng T-72 không thiếu ở một vài chiến trường xung đột. Mình còn nghe phong phanh là Việt Nam sẽ mua chiếc xe này về, chưa biết cụ thể ra sao. Anh em nào có thêm thông tin hãy bình luận phía dưới nhé. Còn bây giờ, cùng mình review chiếc T-72 M1. Chúng ta có hỏa lực từ khẩu 125mm, đạn thường Sabot có độ xuyên từ khoảng cách 100m đến 2000m là 381 và 350, giảm không nhiều, anh em có thể bắn tỉa được. Sát thương 550 và vận tốc lên tới 1785m/s. Tiếp theo là đạn vàng hit có độ xuyên lên tới 420, sát thương không đổi và vận tốc giảm xuống còn 905m/s. Cuối cùng là đạn nổ có độ xuyên 145 và sát thương lên tới 690, vận tốc cũng giảm xuống và bán kính nổ 2,65m. Nói chung có thể sử dụng đạn này bắn những kẻ địch giáp yếu khá là ok, chỉ cần 4 đến 5 phát đạn thôi có thể kết liễu nhiều kẻ địch rồi. Thời gian nạp đạn dao động từ 7 cho đến 8 giây. T-72 không có vũ khí phụ nên chúng ta phải tận dụng khẩu pháo này để chơi cận chiến. Và nói đến cận chiến thì không thể quên được bộ giáp. Tuy không được trang bị giáp phản ứng nổ ERA, nhưng T-72 M1 được lắp các mảnh thép ở phần thân trên, phần gầm và hai bên hông, có thể chặn được các loại đạn dao động 300 cho đến gần 400mm. Đáng tiếc là phần tháp pháo không được lắp cái gì cả, cục U là điểm yếu chí mạng. Nếu chơi thập thò qua các mô đất hay vật cản, kẻ địch có thể tận dụng và bắn xuyên cái điểm yếu này khiến chúng ta mất máu. Hoặc những kẻ địch sử dụng ATGM ngắm góc trên cao sau đó bay xuống dưới thì tháp pháo của chúng ta sẽ bị dồn nóc. Đến với mô đun, chúng ta có động cơ đặt ở đằng sau nhưng hai thùng nhiên liệu đặt bên cạnh lái xe, công nhận nóng phết. Tháp pháo, xích, khẩu pháo. Tiếp theo là thùng đạn, có 3 vị trí, dưới gầm giữa xe, đằng sau và trên tháp pháo. Cũng cần phải đề phòng bởi trong chế độ này, độ xuyên rất là cao, có thể đi sâu vào bên trong gây nổ. Radio đặt ở bên phải tháp pháo và cuối cùng là vị trí của kíp lái, có 3 người thôi. Chỉ huy và pháo thủ sẽ ở trên tháp pháo, lái xe ở phía trước thân. Mình sẽ cho anh em xem một cái thiết bị không thể thiếu được trên xe tăng chiến đấu chủ lực trong chế độ chiến tranh lạnh, chính là cảnh báo tên lửa bay đến. Khi chiến đấu, kẻ địch bắn ATGM vào chúng ta, nó sẽ cảnh báo đồng thời hiển thị khoảng cách mà tên lửa sắp bay đến gần. Rất cần thiết để có thể né cũng như bảo vệ số máu cần tìm tốt hơn. Không dài dòng nữa, hãy cùng mình chơi chiếc T-72 M1 này nào. Đến với Deadpool, hình như Trung Đông, Iran thì phải, rất thích hợp để chơi xe tăng chiến đấu chủ lực. Anh em xem qua bản đồ lớn cùng với danh sách xe hai đội. Đây là trận đấu đầu tiên của mình ở bản đồ này, không tính khóa học nhé. Bắt đầu thôi. Mình sẽ lựa chọn cánh trên bởi vì xuất phát ở bên này mà. Thường thì sẽ ra vùng trung tâm, có nhiều nhà cửa để giao tranh hơn. Nhưng trong cái khóa học ấy, mình đã nhận ra một cái vị trí bắn tạt sườn rất tốt ở cánh này, chính là C6. Những kẻ địch mà đi cái con đường cánh 1-2 lên, mình có thể bắn tạt ngay. Ngoài ra thì T-72 M1 được phân loại là tác hạng nặng nhé. Có đồng đội là tác hạng nhẹ đang chạy trước. Lộ hình rồi, T-72 AV luôn. Bọn họ cũng đến vị trí bắn tạt sườn. T-92 rồi, súng xích cay chứ. Đồng đội bắn mấy viên nào, mình hưởng thiệt hại hỗ trợ. Không được, anh ta chạy thoát. Vẫn kịp thời cho một phát đạn 500. VZ-1224, nguyên mẫu của BZ-75 đấy. Tiếp theo là T-62. Mình đang tận dụng mô đất để thập thò tháp pháo ra, bắn những kẻ địch phía trước mà không bị mất nhiều máu. Vẫn là chiếc VZ đi lên, trở thành biên tập bắn cho bọn mình. Chạy đi đâu? Có người bắn xuyên mình rồi, hình như chúng cũng U, sử dụng đạn hít, cần phải đề phòng. T-62 vừa bắn xuyên, mình hỏng xích, không biết bắn xuyên qua gầm và đứt xích mình hay sao ấy. T-92 thập thò mới vui ạ, không đi trinh sát đi. Ai đó tiếp tục bắn xuyên mình rồi. T-92, T-72 AV đang lao vào đây. Anh ta có giáp phản ứng nổ ở trên thân lẫn tháp pháo. Đối thủ đáng gờm. Đồng đội đang cố gắng tiêu diệt anh ta cùng mình. Chạy đâu? Thêm một phát đạn lướt, 567 sát thương. Số đẹp đấy. Wow. Rác gì bàn dở xa, bắn một quả ATGM tiêu diệt. Căng nhờ. Bây giờ thì cho chiếc T-62 về gara. Anh chàng này có vẻ như chơi không tốt này. Không phải bot đâu,
nhưng không thèm di chuyển sang các vị trí khác, đứng lì ở đấy trở thành biên tập bắn rộn mình. Đang có lợi thế 18, mình muốn băng qua con đường phía trước để mở góc bắn những kẻ địch ở vị trí D1. RDF LT, hình như con này có ngoài đời thật, nguyên mẫu nào đó hay sao ấy. Nắm về đây rồi, mình sẽ sử dụng tảng đá phía trước che chắn phần thân. Trung cũng u nhá, bắn chuẩn vậy. Cố gắng di chuyển xe liên tục, không cho anh ta bắn trung cũng u nữa. Công việc điểm yếu chí mạng của chiếc T-72M1 này chính là cái đài quan sát. Giá như mà được đắp ERA như chiếc T-72AV thì chúng ta có thể chống chịu tốt hơn, đặc biệt là với ATGM. Chưa đầy 5 phút chiến đấu, mình bắn được 6.000 mốt sát thương rồi. Đang cố gắng đi tiêu diệt những kẻ còn lại. Trong làng bạc giao tranh kinh thế, ông nào liên tục rỉa đạn. À, ích đích, ghê thật. Còn một kẻ địch cuối cùng là Jack Zibanzer. Chưa lộ lần nào hay sao ấy nhở? Đi đâu hết rồi? 9 người đang đi săn đây. Mình sẽ đi cùng đồng đội cho an toàn, bởi chiếc xe đấy có 2 tên lửa ATGM đấy. Đi qua cầu lộ hình, và mình xoay tắt pháo sang bên phải, nhìn thấy chiếc rác đi qua. Chỉ vào không hề hiện cái thông tin người chơi lẫn tên xe tăng, chứng tỏ anh ta có độ ẩn giấu rất tốt. May mà mắt bình tĩnh. Chuyển về đạn nổ, bởi vì rác của chiếc xe này yếu. Đấy rồi, ATGM bắn trúng mình, mất 600 máu. Không hào hóc gì cả, may quá. Nạp đạn xong, đi ra bắn, nhưng mình snap shot trúng xích. Đồng đội vào tiêu diệt, mình hưởng thiệt hại hỗ trợ thôi. Epic victory. Còn 9 người sống sót thì không epic mới lạ đấy. Mình đứng thứ 2 trong trận đấu này, bắn được 7.000 mốt sát thương, kém người đứng đầu 8.000 mốt. Xem qua thành tích nhé. Bí Trương kiếm được hạng 1. Danh sách đội. Đến với trận đấu bản đồ Kaulas, lạ lẫm với mình, chưa chơi bao giờ luôn. Bên địch có chiếc Conquero, leo 2 AV, T-72A và T-72. Toàn MBT máu mặt. Chắc là mình sẽ lựa chọn cánh 1-2 vào trong thành phố để giao tranh, có nhiều vật cản. Đi cánh 8-9 hở quá, ATGM bay rập trời, không né được. Di chuyển thôi anh em. Tốc độ tối đa của chiếc T-72M1 khá tốt, dao động 60 km/h. Lùi cũng nhanh nhá, không hề chậm đâu. Không biết ngoài đời như thế nào, nhưng trong này thì linh hoạt. Cũng có nhiều đồng đội tấn công cánh này. Mình sẽ cố gắng chiếm vị trí G2, một cái tảng đá to đùng. Nếu kiểm soát được thì có thể tạo thế cộng kìm vào kẻ địch. Anh em ơi, nhanh chân nhanh tay nào, sắp chiến đấu đến nơi rồi. Scope đến 90. Mình vừa di chuyển vừa khai hỏa, thân của chiếc xe đấy cũng khá là nhỏ, bắn không trúng. T-72A không xuyên, đẩy đạn. Super M48 luôn. Rời đạn, mình khóa mục tiêu và bắn luôn, nhưng không trúng. Chắc tâm vẫn còn đang vỡ to. Nhưng rời đạn quá dại dột, đi ra ngoài như vậy thì đỡ làm sao được. Tiếp tục tập thò bắn cái địch. Một pha ngắm góc nhìn thứ 3 hơi tệ. Chủ đích của mình bắn chiếc T-72, nhưng leo 2 AV đứng ra ngoài và chắn đạn. Có đồng đội đang móc ở đằng sau. Xuyên luôn chiếc VZ và anh ta tấn công. Không thể tin được là chiếc VZ Mora 2 này có ATGM ở trên tắp pháo. Anh ta khiến mình mất 1.000 máu. Quá đầu. Mấy ông ta hạng nhẹ chơi kiểu gì vậy? Vào đánh cận chiến như đúng rồi ấy nhở. Cậy qua ATGM à? Này thì chạy. Scorpion 90 đã bay. Tiếp theo chiếc Leopard 2 AV, anh ta không hề chú ý, mình ra bắn ngang hông luôn. Mục tiêu ở xa, Tira 6. Trúng thùng nhiên liệu, tuyệt vời. Leo vừa khai hỏa, đây là cơ hội để ra bắn. Nhưng mà thôi, bắn chiếc Tiran đi. Tiêu diệt anh ta luôn. Ta hạng nhẹ bên mình chơi hổ báo quá.
và đánh lạc hướng kẻ địch thôi. Đã tạo cơ hội cho mình và bắn chiếc leo 2AV. Mục tiêu cuối cùng ở vị trí này, T-72A. Cắm hơi tệ. Đúng là mình có di chuyển Akes sang bên trái, nhưng tầng ngắm chưa di theo, chỉ phá hủy xích thôi. Rồi thiên đại hỗ trợ. Và cuối cùng kết liễu chiếc T-72. Tiếp tục di chuyển, tấn công vào căn cứ địch. Tỷ số đang có lợi, 8-5. Vừa bị lộ. Ra là chiếc Conquero MK2 đứng ở nhà bắn tỉa. Anh ta còn nhiều máu. Vướng sau vật cản rồi. Chỉ có mỗi tháp pháo lộ ra thôi. Để ý trên bản đồ thì có một đồng đội mình đang chống chịu lại đợt tấn công của kẻ địch. Khá là căng thẳng. Mình rất muốn quay trở về để yểm trợ, nhưng cũng đã cá nhân khi muốn ăn chiếc Conquero MK2. Đây có thể là một sai lầm. Hai đồng đội về rồi, nhưng mình thì lại muốn tiêu diệt kẻ địch đi lẻ. Thực ra không phải cá nhân đâu, đó cũng là một cái nguyên tắc chiến thuật, là bắt những kẻ địch đi lẻ nếu như chúng ta có nhiều đồng đội ở xung quanh. Conquero vừa phòng thủ tốt, tiêu diệt chiếc AMX-3BB. Bây giờ sẽ là mình đối đầu với anh ta. Đấy rồi, 800 máu. Hình như sử dụng đạn nổ. Lùi xe, dụ chiếc Conquero. M60A1 Rise đã bắn ở xa, tiêu diệt luôn. Bây giờ thì cần phải quay trở về nha. Có chiếc M60A1 đang cố gắng chống cự. Mình muốn ra hiệu cho đồng đội hãy cẩn thận. Về kịp không? Bắt đầu chiếm căn cứ gây áp lực thời gian rồi. Ông M60 Rise chắc sẽ về cùng, nhưng không đi cùng mình. Macaque. Không bắn xuyên. Nhưng chiếc xe này rất nguy hiểm bởi được trang bị hai ống rocket ở tháp pháo. Không biết anh ta đã bắn sạch đạn chưa, nhưng chỉ còn 93 máu thôi. Mình sẽ quyết định tấn công. Muốn giữ đạn. Một ta hạng nhẹ đang chiếm căn cứ. Mình tiêu diệt anh ta, giảm đi cái áp lực thời gian. Nhưng AMX-30B ở đằng sau đang liên tục xả đạn vào bốc mình. Rất khó. Chiếc 30B2 có hai vũ khí, một khẩu súng chính, một khẩu súng phụ đồng trục ở trên tháp pháo. Anh ta bắn xuyên mình rồi, lại còn liên tục nã đạn vào bông nữa, thì chống cự làm sao đây? Bị thế gọng kìm, mình đã không thể chống cự được. Và tất cả đặt niềm tin vào chiếc M60A1 Rise. Nghe chừng hơi khó. Cách di chuyển của anh chàng này không hề dứt khoát. Liệu 1 cân 3 được không? 30B2. Bắn đi kìa. Sao lại xoay ngang hông ra thế? Trời ơi. Thực sự là xem anh chàng này mình rất muốn về gara rồi, không muốn nhìn đâu. Nhưng mà thôi, quyết định ở lại cho anh em xem. Anh em nhìn này, có hiểu tham. Liên tục mất máu ngớ ngẩn. Chịu luôn, không đỡ nổi. Kết thúc trận đấu, close defeat. Thua cay đắng ấy chứ, đâu phải là căng thẳng đâu. Ông M60A1 này mà đi cùng mình ở con đường giữa, chắc là sẽ mang về chiến thắng rồi. Mình đứng top kinh nghiệm và top thiệt hại của đội. Quay lại với bản đồ Nevelberg, mình sẽ lựa chọn vùng trung tâm để giao tranh. Rất quan trọng, kiểm soát được nhiều góc bắn khác nhau. Bên địch chỉ có một chiếc MBT hạng nặng là T-72M1. Còn lại toàn là tăng hạng trung, tăng hạng nhẹ và pháo trung tăng. Di chuyển thôi. Không có độ hạ nòng nên mình sẽ phải chiếm những vị trí bằng phẳng. Có ai đi cùng không? Có rồi. Anh em cùng mình giao tranh nhá. Cũng không biết là kẻ địch có lên vùng trung tâm không. Hy vọng là ít người. Không phải đề phòng kẻ địch sang bên trái bắn tạt không? Chưa thấy ai cả. Khả năng cao ít người lên vùng trung tâm. Lộ hình kia. Ai đây? Báo trung tâm nào vậy? Sắp đến tòa lâu đài. Chuẩn bị thập thò giao tranh. Và ta hạng nhẹ be leo pit banzer. Nói thật thì mình không biết đọc cái từ này là gì đâu. Nó dài quá. Một phát đạn snapshot rất tốt.
anh ta chỉ lộ ra một chút phần thân thôi, mình có thể bắn xuyên. ATGM, anh ta sử dụng tên lửa bắn đồng đội mình, nhưng đó là một cái giá phải trả khi dùng ta hạng nhẹ lên giao tranh cận chiến. Centurion 9 làm gì đây? Từ từ thôi. Ôi, ông ấy chỉ vì muốn ăn kẻ địch ít máu mà lao giữa lòng địch vậy, bắt buộc bọn mình phải ra yểm trợ. Tất nhiên là không lao xuống đâu nhá, kẻ địch xung quanh đây. Chiếc T-72M1 chỉ khỏe ở phía trước thôi, hai bên hông cũng có giáp máy nhưng không thể chống cự được nhiều đạn Sabot hay là hit ATGM. Phía trước có chiếc QZ, anh ta ngắm về kia, cơ hội của mình. Bắn được phết nhờ, vừa di chuyển vừa khai hỏa, trúng tháp pháo, gãy súng mà còn gây cả sát thương. Damn, ghê quá. VZ1224 là một xe tăng nguyên mẫu mà khỏe như BBT vậy. Để qua game mình đang chuyển góc bắn. Centurion 9, anh ta thập thò qua mô đất, không thể bắn được. Mục tiêu M60A1. Đồng đội ơi, chắn thế. Trúng luôn chiếc M60, tiêu diệt anh ta. Mục tiêu T62M, đi vào mất rồi. Cũng là bản nâng cấp của chiếc T62 đấy anh em nhé. Kẻ địch có vẻ đang kiểm soát cánh dưới. Mình chuyển góc bắn sang bên trái, cố gắng tiêu diệt tăng hạng nhẹ đang ở dưới. RDFLT, chỗ này cũng có thể bắn được cánh bên kia. Nhưng kẻ địch phải lộ ra mới có thể khai hỏa được. Trúng rồi, hơn 500 sát thương. Mình chưa bị lộ hình, tiếp tục dừng xe bắn. Centurion 9 nguy hiểm. Hai phát đạn nữa thôi, cố lên. Trúng xích kìa. Tôi đâu cần trúng xích đâu. Không có ai soi cả, nhưng chiếc Centurion vẫn lộ hình. Như mình đã nói anh em ở video chiếc BMP, trong chế độ chiến tranh lạnh, kẻ địch luôn lộ trên bản đồ. Chỉ là khi kẻ địch bị phát hiện hoặc gần tới chúng ta ấy, thì chỉ vào nó mới hiện cái user interface. Kẻ địch thấy mình rồi nên rút lui và yểm trợ đồng đội ở bên phải. M113 mới có thể bắn được. Kìa, đạn cạp đất, đen thế. Anh ta chú ý rồi. Ê, chúng mùa đất bị cay chứ. Có đồng đội đang giao tranh với chiếc M60A2. What? Anh ta biết mình ở trên này và khai hỏa tên lửa bay trúng mình luôn. Quả đấy mình chỉ cần bắn nhanh hơn thôi là không mất máu đâu. M113 chạy thoát rồi. VZ vừa tiêu diệt đồng đội mình. Bây giờ thì quay trở lại để đón đầu. Mình nhiều máu hơn nhưng cũng cần phải đề phòng. Một phát đạn bắn rất tốt. Anh ta chỉ còn 280 máu thôi. Một phát đạn nó có thể kết liễu được. Đi ra để bắn. Không được, anh ta chỉ lộ ra một chút thôi. Mình đang muốn yểm trợ đồng đội ở cánh kia nên phải tiêu diệt chiếc VZ bằng được. Anh ta nhanh tay bắn trúng phần hông của mình. Nói chung thì vẫn còn một chút máu. Bây giờ thì quay trở lại đồi, yểm trợ đồng đội. Chiếc rác gì bao giờ đang giao tranh. Từ từ thôi, cứ bình tĩnh. Mình đến đây. Đâu hết rồi. M113, mình có chuyển sang đạn nổ. Bắn không xuyên. Chủ đích của mình bắn vị trí thân phía trước nhưng lệch sang bên trái. Hai bên hông nó đang nghiêng nên không xuyên. Chứ không quả đấy mất 700 máu rồi đấy. Đang dụ cho đồng đội bắn ở bên phải. Anh ta bật khói để ẩn nấp. Mình bắn mù một viên, sau đó chạy xuống để giao tranh, tiếp cận gần hơn. Nhưng tôi không thể tin nổi, một cái dốc không quá cao như thế này, tôi tiếp đất bằng xích rồi, thế mà còn chết do va chạm. Bó tay luôn. Báo đồng đội quá. Nếu ở lại giao tranh, có khi ăn được thêm sát thương rồi. Còn một kẻ địch cuối cùng, hình như là chiếc VZ1224. Hãy theo dõi đồng đội Rack Z-Banzer 2 này chơi như thế nào nhá.
có 2 quả tên lửa trên thân đấy. T-62M1 đã bị hỏng thùng nhiên liệu. Từ từ đã, nhìn con hàng này giống VZ-55 phiên bản Cabo 3D nhỉ. Sắp đến vị trí căn cứ của kẻ địch, T-62M sẽ chiếm để dụ chiếc VZ ra. Đó là một phương án hay. Và kia rồi, VZ phòng thủ ở trên đồi. Có hiểu thật. Rack Zibanzer đang tiếp cận gần hơn. Anh ta sẽ trực chiếc VZ. Ái chà, tên lửa có nhiều sọc phết nhờ. Wood Console cũng có dấu hiệu thiện chiến đấy. Và anh chàng này đã bắn được 3 sẹo trên chiếc Rack Zibanzer. Thề luôn, người chơi tốt. Không phải tốt đâu mà rất tốt. Không trúng, đạn bay xuống đất rồi. Và chiếc VZ đã chú ý. Bật khói, không kịp. VZ vừa di chuyển vừa khai hỏa, trúng luôn. Đang đùi xe, dụ chiếc VZ. Hay lắm. Chạy nhanh, chạy nhanh. Hơn 1.000 sát thương. Nạp đạn 25 giây. Dụ cho chiếc T-62M ở căn cứ khai hỏa. Trúng rồi kìa. VZ tiếp tục đuổi theo. Trúng xích, đang bị bất động. Và T-62M đã kết liễu luôn chiếc VZ. Tuyệt vời. Kết thúc trận đấu, chiến thắng thuộc về bọn mình. Đứng thứ 2 trong trận đấu này. Nói thật với anh em, nếu mình còn sống và cùng đồng đội tiêu diệt chiếc VZ, chắc chắn là sẽ kiếm được nhiều sát thương hơn, lên tới hơn 7.000 đấy chứ. Trận đấu cuối cùng ở bản đồ Fisherman Bay, quen thuộc với anh em chơi PC rồi. Sẽ có một vài sự thay đổi về địa hình, đặc biệt cánh 1-2, nhiều mô đất hơn, nhiều cây cối hơn. Nhưng không xi nhê với xe tăng trinh sát trong này. Nó chạy một tí thôi là đến cái vị trí soi rồi. Mà anh em đứng ở trong bụi ấy, cũng dễ bị lộ hình. Đặc biệt là xe chiến đấu chủ lực, chắc là camo nó cũng tệ ấy. Mình sẽ lựa chọn chơi ở cánh 1-2, sở trường của mình mà. Vào trong thành phố thì chưa quen, lên vùng trung tâm thì không có độ hạ nòng. Rất nhiều đồng đội cũng đi cánh này, chứng tỏ cái chiến thuật online cũng hay xảy ra ở World Console. Có nhiều kẻ địch lộ. Và phía trước ta hạng nhẹ đang chạy trinh sát. Lại là chiếc Bèo Bàn Giờ. Nguy hiểm lắm đấy. Anh ta muốn vào đây giao tranh. Một phát đạn hơn 500 máu. ATGM bay đến nhưng không xuyên, chỉ gây sát thương ngoài vào mình. Kẻ địch hổ báo, đồng đội mình còn hổ báo hơn. Sợ thật. Chiến đấu như vũ bão vậy. Sơ đang ở xa, mới có thể bắn tỉa. Trúng rồi, 604 sát thương. Đạt đổ cây tạo thêm camo. Méo mó có hơn không. Có đồng đội tiếp tục đi trinh sát. Ignic, ngon. Tuy anh ta bật khói nhưng mình vẫn bắn trúng. Đứng yên mà. Ignic đang chạy thoát. Bắn trúng mô đất rồi. Từ từ đã, TR-85 là xe tăng gì vậy? Hơi lạ với mình nhá. Bắn trúng chiếc T-62. Có di chuyển không? Thêm viên nữa đi. Tiêu diệt luôn. Tuyệt vời. Đồng đội đang quẩy chiếc sới đạn. ATGM bay đến. Ok, bay sang chỗ khác rồi. Nhưng vẫn có cảnh báo. Nói chung thì cần thiết để chúng ta né đạn. Thấy kẻ địch đang kiểm soát vùng trung tâm, mình có chạy về để yểm trợ đồng đội. Cố gắng trấn thủ luôn. Ignic ở xa. Bắn được không? Khóa mục tiêu, trúng luôn. ATGM bay đến kìa. Quả đấy Ignic mất hình rồi. Mình không biết là có gây sát thương không. À, chắc là trúng tảng đá hoặc là mô đất. Anh ta vẫn còn nhiều máu. Bây giờ thì mình sẽ tận dụng tháp pháo cứng của chiếc T-72M1 thập thò xoay cho đồng đội, tiêu diệt những kẻ địch ở vùng trung tâm. Đồng thời cần phải đề phòng chiếc Ignic. Úi dùi ui, ATGM. Quả đấy thì không thấy báo nhở. Hay là do kẻ địch mất hình. Mình cảm thấy hơi lạ. Có ai đó đang giao tranh với hai kẻ địch ở bên trên. Ông nào đây? GG kìa. Good game. Vui thật.
Đã vào PC cũng có mấy câu lệnh vui vui như thế này. X-Dick ở bên trái và ATGB đang bay đến, khoảng cách 200m. Dù xe. Ui, thề luôn. Quả đấy mà không lùi thì xác định mất 1000 máu. Thiết bị cảnh báo ATGB rất quan trọng với những chiếc xe tăng to xác như thế này. Có một chiếc MBT đang ở vùng trung tâm. Mình đang muốn cùng đồng đội đi vòng qua để tiêu diệt chiếc X-Dick. Anh ta kia rồi. Đang dại dột lao đến. Áo vậy. Mình đảm bảo với anh em luôn, anh chàng này không biết là bọn mình đang ở nhà rất nhiều, cứ nghĩ là ở cánh 1-2 nên muốn lao vào và tiêu diệt những kẻ địch đi lẻ. Nhưng đó là một sai lầm. Bây giờ thì thập thò bắn những kẻ địch ở vùng trung tâm. Con quê đồ đã bay. ATGM kìa. Cảnh báo từ khoảng cách gần 1000m luôn. Thú vị. Khả năng cao ở vùng trung tâm không còn nhiều người. Mình sẽ xông thẳng đến, soi đồng đội, đồng thời giao tranh cận chiến. Đây là lợi thế của chiếc T-72, sử dụng bộ giáp. Đồng thời thì xe tăng Liên Xô nó cũng máu chó phết đấy. Có kỷ định ở bên trái. Đích đích làm gì vậy? Cả chiếc 30B2 luôn. Bơi vào đây, bơi vào đây. Các bạn hổ báo với ai chứ hổ báo với T-72 thì đội ăn trước mình mất rồi. Uầy, gần 1000 máu, cháy luôn. Anh em thấy chưa? Giáp yếu mà ATGM bắn đến thì thấm lắm đấy. Hy vọng là sau này mình sẽ được chơi nhiều xe tăng chiến đấu chủ lực có giáp ERA hơn để có thể chống cự lại ATGM hay là đạn hit. Đi săn kẻ địch cuối cùng. Anh ta đâu rồi? À, đang ở trong làng bạc. Chữ X-Dick gần phun máu luôn. Có đồng đội đang đi trước rồi. Cẩn thận nha. Con X-Dick này là bát chát 25 tấn có rocket đấy. Nó liên tục lã đạn vào anh em thì thôi, mất một lượng máu lớn. À thôi, không sao cả đâu. T-55 Enigma có giáp ERA phản ứng nổ mà. Sợ gì? Mình đang cố gắng chặn đầu chiếc X-Dick không cho anh ta chạy thoát. Đấy rồi, chạy đâu? Gần 600 sát thương và anh ta vẫn còn sống. 52 máu còn lại. Đang vòng sang bên trái, tính ăn mình. Hình như là hết đạn hay sao ấy. Chỉ có chạy qua thôi. Kết thúc trận đấu. Victory, chiến thắng thuộc về đội mình. Mình tiếp tục đứng thứ hai thôi, không được đứng top 1. 6200 sát thương. Và đó là chiếc T-72M1. Anh em thấy thế nào? Nó có mạnh mẽ không? Và nếu phiên bản PC có chiếc xe này, nó sẽ ở cấp nào? Anh em đừng quên bình luận phía dưới nhé. Cảm ơn đã theo dõi video. Chúc chơi game vui vẻ. Bye bye.